Với vị thế là một trong năm nền kinh tế có ngành máy công cụ phát triển nhất thế giới, Đài Loan đang có những bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc đưa ngành máy công cụ trở thành ngành công nghiệp thông minh. Nhìn từ con đường phát triển đó thì doanh nghiệp cơ khí Việt Nam có bài học gì? Các doanh nghiệp nhận định thế nào về con đường mà ngành cơ khí máy móc Việt Nam nên theo đuổi? Chúng tôi đã có một số ghi nhận nhân sự kiện Taiwan Expo 2017 vừa tổ chức mới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhân sự kiện hàng trăm doanh nghiệp Đài Loan đến Việt Nam tại triển lãm Taiwan Expo 2017 vừa diễn ra mới đây, Hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan TAITRA tổ chức hội thảo giao lưu kết nối các doanh nghiệp máy công cụ Đài Loan và doanh nghiệp ngành cơ khí Việt Nam. Tại hội nghị, các doanh nghiệp Đài Loan đã mang đến những công nghệ mới nhất mà các ngành máy công cụ vùng lãnh thổ này đang theo đuổi. Với Tami, đó là công nghệ máy sản xuất giày phù hợp với ngành da giày đang là ngành sản xuất xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Với Anco Food Machine, đó là công nghệ chế biến thực phẩm sau thu hoạch giúp tăng giá trị gia tăng phù hợp với một đất nước nông nghiệp như Việt Nam. Với L&L Machinery, đó là công nghệ tích hợp thực tế ảo VR và tương tác ảo AR vào hoạt động của máy công cụ, giúp việc vận hành, quản lý và bảo trì bảo dưỡng hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Theo ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp cơ khí điện thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HAMI, đây là một cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua cái diễn đàn này thì các cái doanh nghiệp Việt là đầu tiên là mình cảm nhận sự phát triển của cái nền công nghiệp Đài Loan. Một mặt là mình học hỏi, mặt thứ hai là coi như là làm sao để tạo ra cái quan hệ mà đôi bên cùng thắng. Chứ còn không phải là coi như là bây giờ mình đối đầu thì nói chung là mình ở cái thế thất lợi. Cho nên là mình tìm cái giải pháp để mình hợp tác để mình cùng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội luôn có thách thức, làn sóng đổ bộ của các doanh nghiệp Đài Loan mang đến một bài toán về cạnh tranh và thị phần đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Khi đưa các dây chuyền tự động hóa rất là cao và công nghệ mới vào thì đòi hỏi cái trình độ nguồn nhân lực phải được nâng cao để đáp ứng, có thể thực hiện được những cái công nghệ, những cái dây chuyền công nghệ đó. Đồng thời là nó sẽ giảm bớt cái số nhân công lao động phổ thông. Trong khi ở Việt Nam chúng ta đang khuyến khích những cái ngành, những cái lĩnh vực mà không chỉ là có năng suất cao mà còn phải làm sao sử dụng được nhiều lao động. Đây là hai cái mâu thuẫn mà rất khó có thể giải quyết. Nhưng đây là xu hướng tất yếu của giai đoạn sắp tới. Chúng ta công nghiệp hóa, hiện đại hóa, buộc chúng ta phải đưa công nghệ mới, công nghệ cao và tự động hóa vào trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động để tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh. Vì thế mà chúng ta phải chấp nhận cái sự thách thức này của cái thị trường. Như nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân đã khẳng định, cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng tất yếu mà các ngành công nghiệp Việt Nam cần thay đổi để thích nghi. Về phía các doanh nghiệp, ông Tống của HAMI lý giải những nguyên nhân còn kìm giữ sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp ở các nước phát triển thì người ta đã có cái nền tảng phát triển. Cho nên khi mà cái công nghiệp 4.0 ra đời cũng hàng chục năm nay đâu rồi, chứ không phải mới, nhưng mà người ta bắt đầu. Và tới thời điểm này là người ta đang ở cái giai đoạn phát triển, thì mình mới bắt đầu ở cái giai đoạn mà tham gia. Thì đó là cái khó khăn do cái nền tảng ngành công nghiệp Việt Nam là nó yếu từ trước. Thì vấn đề của chúng ta bây giờ là chính phủ phải có những cái giải pháp để phát triển công nghiệp, để hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt là coi như là phát triển ở cái mức độ là mạnh hơn nữa. Nó mới có nền tảng là coi như là tham gia với lại cái gọi là công nghiệp thông minh, IoT. Hay là người ta hay nói là cái nền công nghiệp 4.0. HAMI cũng nhận định sự phát triển của các doanh nghiệp ngoài động lực tự thân còn phải có trợ lực từ chính phủ. Với cái điều kiện phát triển sản xuất hiện nay thì cái mà đầu tiên các doanh nghiệp mong muốn chính phủ hỗ trợ là tạo nền tảng cho các cái doanh nghiệp công nghiệp phát triển. Thì khi mà cái doanh nghiệp công nghiệp phát triển thì mới có cơ hội là coi như là áp dụng cái gọi là công nghiệp 4.0 vào. Mặt khác thì đối với những cái doanh nghiệp mà nó cũng đã có những cái nền tảng nhất định rồi thì nhà nước cần có những cái chính sách khuyến khích tài trợ để các cái doanh nghiệp là mạnh dạn là đầu tư vào cái công nghiệp 4.0. Bởi vì thật ra đây là một quá trình đầu tư với chi phí ban đầu cũng là khá lớn. Cái hỗ trợ phát triển đầu tiên là phải làm sao cho doanh nghiệp bán được sản phẩm. Cái xúc tiến thương mại của điển hình là cái xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp Đài Loan rất mạnh. Bởi vì các doanh nghiệp đi triển lãm ở nước ngoài là được tài trợ rất là lớn và tài trợ vào đúng những cái thị trường mà cái khả năng mà cạnh tranh cao. Cho nên rằng các cái doanh nghiệp Việt cũng mong muốn rằng coi chính phủ
là hỗ trợ các doanh nghiệp là có xúc tiến thương mại nước ngoài nhiều hơn, mạnh hơn, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành cơ khí điện, là đó là nền tảng. Khi mà có được một cái nền tảng mạnh có khả năng mà bán hàng ở nước ngoài thì cái khả năng tiêu thụ sản phẩm ở Việt Nam nó sẽ tăng lên. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cánh cửa phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp cơ khí điện. Tuy nhiên, hành trang chuẩn bị của các doanh nghiệp đến đâu, có đủ để chinh phục những bước phát triển mới mà thế giới đã đi qua? Câu trả lời cần phải có sự chung tay của nhiều phía, từ chính phủ, doanh nghiệp và cả thị trường.